Đây. Một cái. Vâng. Đúng rồi. Thế này thì là phá hoại là rõ ràng rồi. Chứ không có phải nhỡ tay mà ấy đâu. Đây là phá hoại rồi. Đây cành này gãy rồi. Đây đây còn gãy đây. Đây. Thấy luôn cái bông này. Trước đây. Đấy, xung quanh này chứ không phải là vô tình đi qua quệt mà là xung quanh luôn à, khá là độc đáo. Tôi hôm trước cũng chưa có dịp quay à, vừa là ngai mà lại vừa có cả lọng luôn. Đó, quý vị xem. Ngồi vào đây thì mình ngồi, bây giờ mình ngồi hai người ngồi vào thoải mái luôn. Mà lại che nắng che mưa được luôn nhé. Mưa thậm chí là mưa mà mưa lâu thì mới ướt đầu đấy. Quý vị xem, độc đáo chưa? Như một cái ngai của vua chúa ấy quý vị nhỉ. Đấy, hay chưa? Rất là vững chãi nha. Cân đối. Cô bác anh chị đến với triển lãm Sơn Mật Cảnh Festival Mỹ Đình. Cái khu vực mà có lẽ là vắng nhất của triển lãm lần này, nó gọi là khu vùng sâu vùng xa đi. Đó quý vị, thì cái khu sầm uất nhất là qua cái lán này, qua cái lán này về phía sau, và khu vực sân khấu nó đang tít tít tắp tận đằng kia, một cái dãy lán này. Đó thì ở đây nó gần như là vùng sâu vùng xa, rất là yên bình vắng. Có lẽ là nếu mà đông là ngày mai ở đây cũng sẽ có khách đông, còn là trước đó thì cũng lác đác này. Mời quý vị xem những tác phẩm ở đây. Có mặt ở đây là cũng là một cái sự vinh dự rồi, mình cũng phải cho nó lên sóng một tí nhỉ. Đấy, một cây sung rất quái, rất nhiều quả từ gốc lên tận ngọn, anh em phương xa mà đến ngắm triển lãm lần này có lẽ là cứ phải dành cho nó ít nhất là 3 ngày à, có lẽ là 1.5 ngày để ngắm những cái tác phẩm, để ngắm được hết các cái tác phẩm có mặt ở đây, và 1.5 ngày đi mua sắm, nếu không mua sắm thì ngắm lại lượt nữa, mua sắm những cái cây ngoài chợ kìa. 3 ngày đi tour, 3 ngày bác nào có thích ở xa thích đi tour liên hệ tôi nhé, dẫn tour. Những cây mà trấn thủ ở cái miền biên ải này nó nhiều khi nó cũng buồn đấy quý vị, buồn. Trấn thủ gọi là miền biên cương đó, bộ đội biên phòng. Ở đây á, mà muốn đông ấy quý vị ạ, phải đống một phát siêu một ít nhất 1-2 cái siêu phẩm ở đây. Chỉ xa mấy người ta cũng chạy đến. À, đây có một con đường chạy thẳng ra phía bên kia. Đôi đũa thần cường họa sĩ này. À, quý vị bây giờ thấy những cái tác phẩm mà mang danh một thời như này, quý vị bây giờ cảm nhận thế nào? À, cảm nhận thế nào? Vẫn thấy nó đẹp đúng không ạ? Đó, vùng sâu vùng xa đây. Bộ 3 cây tùng. Xoài. À đâu, cái trứng gà. Thậm chí đến tiếng nhạc đằng kia nó hoành tráng như vậy mà cũng còn không nghe thấy nữa. Tưởng vi lều lán trại bây giờ vẫn còn đang đó. Hôm trước có thông tin là bị một số cây ở đây bị phá hoại, các vị để ra xem nó là những cây nào và nó có bị đau không. À, đây có một cây sung của
trước của chú Cường họa sĩ này, nhưng mà cũng có giao lưu cái đợt triển lãm ở Đông Anh rồi thì phải. Thế bây giờ là của bác Tuấn Thanh, Ngọc Thụ Huyền Quang. Cái kỷ này thì hơi mới nhỉ, cái kỷ này mà cũ cũ một tí nữa thì cũng hay đấy nhỉ. La Đà mặt nước. Có cá các vị, có cá nhé. Có cá. Có cá nhé. Đó. Súng. Có lẽ ở góc này là có mỗi cây này thôi. Trấn thủ miền biên này có mỗi cây này để hút khách thôi. Còn khác so với đằng kia, đằng kia có một cái ngách cũng rất là sâu đằng kia, nhưng mà toàn siêu phẩm, dã man lắm, nó phải sát với mặt đường hơn. Cũng là vùng sâu vùng xa nhưng mà lại là biên giới của thủ đô. Đây là kiểu như là biên giới của vùng núi rồi, Tây Bắc rồi. Cây này nó rất hay vì là cái thân của nó quái mà nó gần như kiểu như là cái nét của nó thiên tạo. Quả nó lại la đà dưới mặt nước, quả chín rụng xuống thì cá ăn. Nằm trên cái chậu này cũng rất là đẹp, mình rất thích cái chậu này. Đẹp đấy. Xúc động đấy. Còn đâu thì những cái này thì mình cũng không dám chê gì, nhưng mà đúng là cái cảm xúc nó không có nhiều. Cây này của anh Tiến liệu có phải che chắn gì không anh? Cũng lo đấy chứ nhỉ. Anh Tiến ơi, bật lá nhưng mà vẫn chưa kịp che phủ, chưa kịp này. Nắng có vẻ như là ấy, nhưng mà cũng rát lắm, rát buổi trưa tầm 12 giờ 1 giờ chiều trưa rát lắm, nắng rát lắm, rất là lo đấy. Trứng gà ăn rất là nhiều quả. Nhưng xiêm này cốt cũng đẹp, hơi rối một tí thôi. Khá là độc đáo. Tôi hôm trước cũng chưa có dịp quay. Đấy. Vừa là ngai mà lại vừa có cả lọng luôn. Đó, quý vị xem. Đi ngồi vào đây thì mình ngồi, bây giờ mình ngồi hai người ngồi vào thoải mái luôn. Mà lại che nắng che mưa được luôn nhé. Mưa thậm chí là mưa mà mưa lâu thì mới ướt đầu đấy. Quý vị xem, độc đáo chưa? Như một cái ngai của vua chúa ấy quý vị nhỉ. Đấy, hay chưa? Rất là vững chãi nha. Cân đối. Bây giờ đi vào sâu bên trong tác phẩm xem chi tiết của nó nha quý vị nha. Đây là chân ghế. Chân ghế đây, tay vịn đây. Tay vịn đây này. Đây là cái khu vực ngồi đặt mông đây. Đàn này rất chắc. Rất chắc, thậm chí còn chắc hơn cả cái ghế gỗ luôn đấy quý vị. Bắt đầu là dựa lưng nhá. Dựa lưng à. Đấy, và lại có cái lọng tre. Lọng tre nắng. Hay chưa, độc đáo chưa. Vương quyền đấy, ghế chứ ghế vương quyền đấy. Ai cố gắng giữ cái ghế đấy. Thị trấn Cồn. Tác phẩm Vương quyền, đúng rồi. Ai cũng lo giữ cái ghế cho mình. Cũng là một cái ý tưởng rất hay. Từ một cái cốt gọi là ta xét về cốt ấy.
thì nó là cái cốt gọi là béo, cốt không có cái nhiều cái thế mạnh, nhưng mà lại để mà xét về cái tạo hình thì lại xuất sắc nhỉ. Đấy, rất cân đối nhá. Đây, có lẽ là ngày xưa là cái gốc nó đây, toàn bộ cái phần tay vịn với lại phần này là rễ của nó, chạy em đây vẫn là rễ hết này. Đấy, đây thân của nó cắt đi đây. Đấy. Đấy, thì cái ý tưởng cũng rất là hay. Vương quyền đặt này mà ngồi vừa ngồi ngoài sân vừa uống nước cũng ok quý vị nhỉ, vừa có cây lại vừa thay cho cái bộ bàn bộ ghế. Đấy. Thì còn cái này nó không phải là chỉ là trưng bày mà nó là giá trị sử dụng nó thực tế luôn, ngồi ở đây thoải mái luôn. Nếu mà đau mông thì đặt cho nó cái thảm vào đây. Đó. Thế thôi, hai người ngồi thoải mái nhá. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi thoải mái luôn. Vương quyền. Đâu cái cây nào bị bẻ chú nhỉ? Đây, một dãy dãy mặt tiền này luôn ạ. Thế mà bị nhỉ? À đây 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 có một cái cành. Đây có một cái cành vẫn thấy đây. Đây. Một cái. Vâng. Đúng rồi. Thế này thì là phá hoại là rõ ràng rồi. Chứ không có phải nhỡ tay mà ấy đâu. Đây là phá hoại rồi. Đây, cành này gãy được rồi. Đây, đây, còn gãy đây. Đây. Thay luôn cái bông rồi. Cành trước đây. Cái này, cành này đứt rồi. Đấy, xung quanh này chứ không phải là vô tình đi qua quệt mà là xung quanh luôn. Lại ra nhắm đúng chỗ này xong lại đứt quãng nhỉ. Này. Một cây dính này. Hai cây dính. Với lại chắc nó sợ nó vội. Đây nó là cảnh cảm. Đây này nó có chủ định bọn nó chứ còn đây là. Đấy. Mình không may là dính mình. Hai cây. Chỗ này là nó tối và cuối rồi. Đúng rồi. Sao mà trông được hết được, đúng không? Đây, cây thứ ba. Thứ ba. Tất cả là của cây của bác Tạ Cảnh này bị dính trưởng. Đó. Cái lá móng này cũng dính này. Đây, cái này còn bẻ gập xuống luôn này. Toác luôn. Các bác đếm xem mấy cây rồi. Đấy, cả cây này nữa. Giờ vẫn để lại đây làm kiểu như bằng chứng đấy. Đây là rõ ràng là phá hoại rồi. Hôm trước tôi xem ở trên mạng cứ nghĩ là thôi có lẽ là ông nào say hoặc là ông nào lái xe nó quệt vào, nhưng không phải. Đây là phá hoại rồi. Mấy cây liền vào rồi quệt xung quanh luôn. Có ý đồ. Bách niên hào hợp. Hồn quê rất đẹp. Đấy. Đấy. Đủ bộ đấy, quý vị thấy. Thế thôi, chỉ cần thế thôi.